lại lớn nhanh như thổi. Ây, giống đã thắng trận rồi bà con ơi. Thưa quý vị, thắng giống Thiên Ngân. Xin được chúc mừng Thiên Ngân và cảm ơn tất cả các anh chị trong vũ đoàn đã hỗ trợ cho tiết mục này. Và bây giờ xin mời ban giám khảo nhận xét về phần thi của em Thiên Ngân. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Tôi thấy em đóng rất là dễ thương. Cái hình ảnh của thánh giống nó rất vừa hào hùng mà vừa rất là trẻ con, mà lại vừa thấy tầm vóc của một cái ý tưởng của một cái dân tộc khi mà muốn chiến thắng ngoại xâm. Cảm ơn em. Tôi nhớ mấy cái tập vừa qua đó là thấy Thiên Ngân nó hiền lắm, mà mới có mấy ngày sao học võ đâu hay vậy? Dạ con học lâu rồi. À, lâu rồi hả? Vừa bữa nay mới là đem chiêu ra đó ha. Rồi tôi thích nhất là bay lên kẹp cái cổ quật xuống đó. Hôm nay đó là cái ưu điểm của Thiên Ngân á, là hát rất tốt. Múa võ đánh võ rồi hét lên mà chưa có ra chiêu là địch đã sợ rồi. Diễn nhiều nhưng mà vẫn giữ cái làn hơi được, hát được tốt, không có bị chinh phô. Hôm nay là ưu điểm của con là về mặt hát. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Em diễn thì là rất là tốt rồi, nhưng chỉ có tiếc một chút xíu thôi. Những cái đoạn mà quan trọng á, thì cái sự dàn dựng của mình nó hơi không có được khớp. Cái lúc mà con bước ra con nói xin với lại quan về tâu với vua cho gậy sắt, cho roi sắt rồi, thì chỗ đó thì theo tôi thấy thì không nên hát. Cái đó là một cái sự vô cùng quan trọng. Mình là con nít mà mình ra lệnh cho ông quan là bây giờ tôi kêu ông phải về nghe lời tôi, phải nói với lại vua cho tôi cái roi, cho tôi cái nón sắt, cho tôi bao giáp sắt, cho tôi con ngựa. Nó phải dõng dạc như vậy. Nhưng mà bù lại thì là con diễn quá tốt. Chắc có lẽ là còn tốt hơn được nữa nếu mà được có nhiều thời gian mình tập luyện hơn. Em sanh ra là để ca, để hát. Chị ước gì chị có được cái giọng hát như em, bởi vì chị là một cái con người có thù với âm nhạc. Em có quen với anh không? Về cái phần hát thì chắc có lẽ là khó mà ai qua được em, với nhất là ở cái lứa tuổi như em. Nhưng mà về cái diễn á, thì tại vì bản thân chị là diễn viên nên là chị hơi bị chú trọng về cái mặt diễn xuất hơn. Thì em nên học thêm hơn nữa về cái phần diễn xuất. Mà đặc biệt trong cái vai này chị thấy em rất là hợp vai, bởi vì em có một cái gương mặt rất là lạnh. Em lạnh đến mức nếu như mà em đối diện với kẻ thù rồi, kẻ thù chưa kịp đánh là đã chạy ngay. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Lên lẹ đi. Ủa cậu ba, sao tới chỗ hát mà đi tới nhà vậy? Nhà khán giả. Mày lên lẹ đi đó, cái thay mập của tao hồi chìm xuồng giờ. Nhà khán giả hả? Ừ. Khán giả khán nước có uống nước được không? Vô đại đi lẹ đi. Ủa đó. Cậu ba đờ mà cũng có khán giả yêu thích cậu ba nữa hả? Khán giả của mày. Cậu ba này, con hát gì đâu mà có khán giả. Trời ơi, mày không nhớ hả? Hôm bữa mày thế vai cho con Đào Mộng Thảo đó. À, cái tuần à Tiêu Anh Phụng con đóng vai Thống Mỹ Lan phải không? Thì đó. Ủa bữa đó mình hát ở đâu cô ba? Cà Mau. Cà Mau. Ừ. Vậy cái nhà của vị khán giả này ở đâu? Cần Thơ. Không nha. Khán giả từ Cần Thơ chèo xuống tới Cà Mau coi con hát. Xong rồi coi hát xong chèo thuyền từ Cà Mau về Cần Thơ. Khán giả này rảnh dữ à. Gì vậy? Ở đâu có cải lương thì ở đó có khán giả thôi. Mày cũng ngộ nữa. Cậu ba dấp tổ. Nè, tao nói cho biết, con Đào Mộng Thảo tao nghe đâu á là nó đi lên Sài Gòn nó thâu tiếng rồi đó. Ha, tối nay không có người hát, đoàn đang kiếm người thế đó. Cậu ba. Gì? Cậu ba nói gì? Cậu ba nói kiếm người thế hả? Ừ. Con thế. Mày hát được không? Hát được, trời, con ngồi cánh gà con coi hát tuồng nào con thuộc hết trơn trời. Hát được tao giới thiệu. Để con vô nhà. Ê. Vô màn hát. Bảy. Nhà của ông ta tự nhiên mày lủi đầu vô. Thì con nép bên đây thôi.
Đâu ba kỳ trống đi rồi con mới hát được. Ở đây giữa đồng không ông quạnh rồi trống đầu kỳ. Lấy cái lưu kỳ trống giả bộ thôi. Giả bộ nha. Giả bộ thôi. Nè đầu kỳ ha. Rồi. Tung 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 chen. Thấy con hát có được không cậu ba? Rất được. Cậu ba coi được mà không biết khán giả có coi được không cậu ba? Chắc chắn được. Ôi trời, trời đất ơi trời. Sao? Chị hai coi nó hát được không? Má. Ê. Ngọc ơi. Chạy đâu? Ngọc ơi. Ngọc. Thôi. Mày định trốn chứ chừng nào? Bước lên. Ngọc ơi, con có biết là má tìm con cực khổ lắm không con? Má, má ơi, con cũng có về Tiền Giang tìm má, nhưng mà người ta nói người ta không có gặp má. Con cũng nhớ má lắm. Má ơi, má đừng có giận con nữa nghe má. Trời ơi, khó khăn lắm má mới gặp con. Nghĩ làm sao mà giận được hả? Mà nghe được gánh của con hát ở đâu á, mà tới chỗ đó rồi mà con hát xong con đi mất tiêu à. Mà giận là giận cậu ba mày nè. Ôi trời đất ơi, tự nhiên sao mà giận tôi? Con nghĩ sao vậy? Nhà có một đứa cháu à, con tôi đứt ruột đẻ ra. Cậu biết nó mê ca hát, sao cậu không cấm cản nó? Nghĩ làm sao dắt theo đoàn rồi ngày đây mai đó con tôi xót. Cậu ác lắm. Nè chị nhớ lại đi, hồi xưa tôi mê gánh hát, ba má cũng cản, chị là người ủng hộ tôi. Bây giờ tôi thấy cháu tôi nó mê, không lẽ tôi không giúp nó hả chị hai? Vậy là cậu muốn cuộc đời của con nhỏ nó lông tông như cuộc đời cậu đúng không cậu ba? Chị hai, bữa nay tôi dẫn nó về đây, tôi trả nó cho chị. Cho nó theo nghề hay không là tùy chị. Ngọc, coi như 2 năm rồi á, má cho con đi theo cậu ba đi chơi với lại mấy cô mấy chú ở trong đoàn. Vui rồi hen, thỏa mãn rồi hen. Bây giờ đi về quê với má, ổng có đi theo nữa, lông bông vậy má xót lắm. Nghe không? Về với má nha con. Đi. Má. Má ơi, con cũng thương má lắm. Má cũng thương con mà. Nhưng mà má đừng có bắt con chọn nghề với má. Con được hát, con được biểu diễn, đó là cái niềm ước mơ của con. Con xin má. Vậy là con không có thương má. Má dễ sống chết cho con vừa lòng nha con. Má.
bài đó mai đây để theo nghiệp ca cầm. Ngọc. Dạ. Tối nay gánh hát của con ở đâu? Má ơi, vé người ta bán hết rồi. Con, má đừng có đến mà quậy đoàn người ta. Má đánh con đi, má giận thì má đánh con đi. Má đừng có quậy đoàn của người ta, người ta bán vé hết rồi. Mày tránh ra coi, chị hai. Mày tránh ra. Nè nghe, tôi nói với chị nha, chị phải nói rõ vụ này cho tôi à. Chị nói là nhớ nó, muốn gặp nó. Rồi hẹn ở nhà mình ở Tiền Giang thì không tiện. Chị mới xuống Cần Thơ. Rồi chị mượn đỡ cái nhà của bạn chị để gặp nó, tôi dẫn nó tới đây. Bây giờ sao? Gặp được rồi chị chở cháu hả? Chị đòi quậy đoàn ta là sao? Nói cho đàng hoàng. Không có chị chơi khô máu với chị đó. Con lại má ơi, má đừng có làm gì. Trời ơi, tôi muốn tới đoàn coi con tôi hát cũng không được hay sao hả trời? Thì bà coi, tại mày đó, hồ đồ. Trời ơi, bà ta nói tao quậy đoàn hồi nào. Bây giờ coi hát hả? Cậu ba, má con cho con hát phải không cậu ba? Thì vậy là má cho rồi. Má cho con đi hát phải không má? Cho chứ sao không cho. Hồi nãy má thấy coi con hát Tống Mỹ Tho gì đó, đã quá à. Má tới đoàn con cái Tống Mỹ Lan. Mỹ Lan, Mỹ Tho gì con gái má hát là má chịu rồi. Ôi, nè, nghe má nói nè. Cái gì mình đam mê, mình cố gắng hết mình để mình gửi tới bà con của vị khán giả nha con. Dạ con hứa với má, con cảm ơn má. Cậu ba. Gì? Ở trong gánh cậu còn cái chân lo ủi đồ hay là nấu ăn gì không? Còn hai chỗ. Còn đúng hai chỗ còn luôn. Còn đúng hai chỗ luôn. Cho tôi nộp vô làm nghe. Trời tự nhiên nay làm gì đòi theo đoạn hát vậy? Thì bây giờ hả, đi coi hát khỏi tốn tiền mà được ở gần con gái cho xin theo ha. Chị gì đi. Dạ đi má. Mình đi nghe ngờ. Bảo Ngọc. Dạ. Với một cái vai diễn này thì anh nghĩ rằng rất là duyên dáng đối với em. Phải chi kịch bản này viết trở thành là một kịch bản hài luôn thì người xem sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Đối với riêng anh thì Bảo Ngọc vô vai này rất là ngọt ngào, phù hợp. Em đã làm bộ tịch ca rất là tốt. Nhưng mà về cái phần sau á, cái phần mà mẹ và gặp con á, sau 2 năm cái bi nó chưa có lên tới. Nó chưa có làm cho người xem á, cái cảm giác như là tình mẹ thương con bao la như trời bể. Nhưng mà đối với anh, một cái tiểu phẩm như thế này nó cũng đã làm cho em tỏa sáng trong cái buổi thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn em. Tôi cảm ơn bạn đã cho tôi xem một cái tiết mục cũng khá là hấp dẫn. Nhưng giá như bạn đem những cái khó khăn của sân khấu vào trong cái tiểu phẩm này, rồi cái xung đột đó được đẩy lên, cái người mẹ có một cái lý do cụ thể để không cho con mình đi theo cái nghề hát, để cái tuyến kịch của câu chuyện này nó phát triển,
À, hôm nay cái vai diễn của em, chị cũng thấy được thấp thoáng đâu đó cái hình ảnh của chị lúc nhỏ. Tức là cũng dạ như cha truyền con nối. Hôm nay có lẽ là em muốn đổi mới. Thì hôm nay em cũng có hát đá đá qua chút xíu về nhạc. Và em có diễn kịch một chút. Nhưng mà thực sự khi mà em cất lên cái hát tụng cổ đó, thì đúng rồi là cái giọng em quá hay. Mà chị nghĩ rằng là cái này là nếu như mà em có một cái truyền thống gia đình thì ngoài cái cuộc thi này ra, em nên chú tâm về cái sở trường đặc biệt của mình và em đẩy cái đó mạnh hơn. Chúc mừng em. Bà con, theo như thông lệ hàng năm đó, sau mỗi mùa vụ thành công thắng lợi thì làng của chúng ta đều tề tụ về đây để tổ chức ngày hội ăn mừng. Năm nay khác, năm nay thay đổi rồi, thấy không? Năm nay đã đặt chúng ta thi một cuộc thi, xong rồi chúng ta mới nhào vô ăn. Ăn cái gậy gậy không? Cuộc thi ngày hôm nay có tên là treo cột mở. Hả? Treo cột mở. Đấy chính là một cây cột. Nè, chàng trai nào ở trong cái làng này mà có thể trèo lên trên đó và lấy được nhiều cờ nhất thì người đó sẽ trở thành người chiến thắng. Yeah. Ủa? Hả? Phần thưởng là gì vậy không? Phần thưởng năm nay chính là được bà Mai. Hả? Lộn. Được bà Mai mai mối cho cô gái đẹp nhất cái làng này. Phần thi xin được phép bắt đầu. Go! Hay quá!
Ôi, từ từ nè, từng đứa một. Cố lên anh Đực. Trước thì em có rất là nhiều cái tiểu phẩm mà anh nghĩ rằng rất có giá trị. Đối với Trịnh Thắng sẽ còn làm nhiều trò hay hơn nữa, nhiều cái nó hấp dẫn hơn nữa. Nhưng đối với tiểu phẩm này thì anh thấy cái xiếc của em nó không có bật. Tôi thì có một cái suy nghĩ thế này. Để trở thành một diễn viên xiếc thì không đơn giản. Ngoài cái tình yêu còn có thể lực và thường xuyên tập. Một tiết mục xiếc mà chúng ta xem đơn giản vài phút trên sân khấu thì người diễn viên có nhiều lúc họ tập mấy năm. Cái câu chuyện bạn kể ngày hôm nay tôi thấy nó khá đơn giản. Giá như bạn thêm vô, trong cái trò chơi dân gian của Việt Nam mình nó có kéo co nè, nó có đẩy cây nè. Bạn vận dụng những cái đó, tôi nghĩ rằng với khả năng xiếc của bạn, bạn có thể làm ra một tiết mục màu sắc hơn. Em đưa đến cho chương trình một cái bức tranh rất là sống động, một em có thể là thể hiện, tái hiện lại được một ngày hội dân gian. Cái đó là một điều rất là đáng quý. Nhưng em nên chú trọng hơn, vấn đề là không cần phải thay đổi quá nhiều cái hình thức xiếc của mình. Cái sở trường của mình vẫn cứ phải phát huy, nhưng chú trọng đến cái kịch bản, làm sao để mà gây được cái sự thích thú cũng như là cái độ khó mà khi khán giả xem em thể hiện. Em cố lên nha. Cần tới giờ diễn hai tiết mục nữa tới mà sao không điện thoại bắt máy sao trời. Ông bầu ơi, tới rồi hả? Dạ. Vậy đâu, vậy đâu? Trời ơi, anh đứng ngoài trước rồi mà khán giả bu đông quá anh vô không có được. Trời ơi, trời ơi. Gì đâu mà. Đuổi ra anh. Nãy giờ ba anh điện thoại cho anh quá trời luôn anh vậy. Trời ơi chú ơi, anh Vĩ anh đang diễn. Dạ. Anh đứng trước em mới chờ anh được chứ. Rồi em cảm ơn anh. Anh Vĩ, nãy giờ ba anh gọi mười mấy cuộc điện thoại luôn anh Vĩ. Alo, dạ con nghe ba. Trời ơi con nói ba nghe, bây giờ con đang đi diễn tỉnh mà ba cứ gọi hoài vậy sao con làm? Vĩ à, mẹ con mất rồi. Anh Vĩ, anh không về được anh Vĩ. Trời ơi, hàng ngàn khán giả đang chờ anh bỏ về là chết luôn anh Vĩ. Tới giờ diễn rồi, giúp giùm anh nha. Anh gì? Em hát một bài thôi cũng được nữa. Em về, em hát xong em về. Em về đi, em vậy. Trời anh con vậy. Không, 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 anh lại em vậy. Em giúp giùm anh đi, em hát một bài cũng được nữa. Trời em không hát nữa dạ. Không hát đâu anh, không giúp anh vậy. Kính thưa quý vị, hôm nay Trịnh Tử Vi xin gửi đến tất cả quý vị một bài hát mà nó nói lên tâm trạng của Trịnh Tử Vi ngay lúc này. Ca khúc được mang tên Giật Mình Con Mất Mẹ. Thức xuống đêm dài, con nhớ mẹ, mẹ hiền của con. Bao năm trải qua, con tha phương vì cuộc sống mưu sinh. Có biết rằng đâu tóc mẹ đã bạc, lưng mẹ đã còng và hằng lên vết chân chim lên đôi mắt mẹ của con. Thế đó ở đời có bao giờ ngược được thời
gian. Ngày con còn thơ, trời mưa mẹ thức canh thâu, che chở cho con khôi ướt dầm mưa bão. Dưới hiên nhà người ta mẹ ôm con vào lòng. Vậy mà con đâu có yêu biết yêu thương như là người ta. Mẹ buồn nhiều hơn nhìn lúc con lỗi lầm, rồi lại giăng tay che chở con như ngày đầu. Giật mình con rơi nước mắt mới bông hoa, ai cài lên áo con. Hoa thì đẹp tươi mà con đau thắt trong lòng. Giật mình con không tin nãy con mất mẹ rồi. Mẹ ơi, từ khi mẹ sinh con ra, công ơn của mẹ ngày ngày nuôi dưỡng con và dạy con nên người, cho tới bây giờ con vẫn chưa đền đáp được. Và con vẫn chưa nói là con cảm ơn mẹ, dù đó chỉ là một lời. Một lời thôi mẹ ơi. Vậy mà con đâu có lại giăng tay che chở con như ngày đầu. Giật mình con rơi nước mắt bởi bông hoa, ai cài lên áo con. Hoa thì đẹp tươi mà con đau thắt trong lòng. Giật mình con không tin nãy con mất mẹ rồi. Vậy mà con đâu có hiểu biết yêu thương như là người ta. Mẹ buồn nhiều hơn nhưng lúc con lỗi lầm, rồi lại giang tay che chở con như ngày đầu. Giật mình con rơi nước mắt mới mong qua, ai cài lên áo con. Hoa thì đẹp tươi mà con đau thắt trong lòng. Giật mình con không tin nãy con mất mẹ rồi. Ơi ơi hồ ơi, ơi mẹ ơi. Đây là một cái cảm xúc mà chính thú vị là một người đàn ông đã cố gắng kèm nén cũng rất là lâu. Cái ngày mà mẹ phải mất vì không được nhìn mặt mẹ, vì nó không kèm cảm xúc của mình ngay từ đầu. Xin tất cả bạn giám khảo bỏ qua cho. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe chị Tuấn Vĩ chia sẻ câu chuyện thật của mình. Dù mình có bao lớn, nhưng mà đối với mẹ, người mẹ vẫn thấy con mình còn bé nhỏ lắm. Cô chỉ muốn nhắc nhở những ai còn mẹ thì bây giờ phải mau mau làm cái gì cho mẹ mình vui. Mà mình làm cho mẹ mình vui là tất nhiên một cái sự báo hiếu.
của những đứa con. Giọng hát của con á rất là tốt, hát rõ lời, và cái sự xúc động nó có thể nó làm giảm đi chút xíu. Cái cách hát của mình đó, mình phải hát êm lại, da diết lại một chút, thiết tha lại một chút, nắng nó cái chữ thì cảm xúc nó mới dâng trào. Bài hát của cháu nội dung rất là tốt, rất là cảm động. Cháu có giọng hát rất là tốt. Chú hy vọng khán giả sẽ xem được những cái vòng sau của cháu, những cái gì mới hơn, hay hơn. Con đã đem một cái kinh nghiệm rất thật mà nó xảy ra rất thường trong cuộc đời nghệ sĩ của chúng ta. Trong hậu trường đó, mình có quá nhiều nỗi niềm, nhưng mà bước ra sân khấu là phải bỏ hết và phải gói gọn hết để làm tròn cái công chuyện, cái trách nhiệm của mình. Có đúng không con? Và cô cảm ơn về cái điều đó. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Ông Tám, hôm nay có hát cho bà con xem không ông Tám? Hát gì nổi mà hát. Mấy ngày nay mưa bão triền miên, đợi khi nào trời quang mây tạnh á, đoàn hát phục vụ bà con. Bà con thông cảm nghe. Dạ. Ông ơi. Ừ? Ông à. Gì? Trời mưa gió bão bùng, không có hát được đúng không? Ừ. Thôi, để tôi chạy qua bên bà Bảy á, tôi lấy ít gạo với mấy trứng vịt về nấu cơm cho hai cha con ăn ha. Bà còn tiền không? Tiền đâu, đi qua bển mua chịu. Rồi vài ngày hát được rồi trả cho người ta. Ừ, cố gắng năn nỉ người ta nghe bà. Không có gì đâu. Má. Hả? Mua chịu nữa hả? Ừ, mua chịu rồi vài ngày nữa mình hát được cái mình trả lại cho người ta con. Mua thôi hoài. Nè, hai cha con ông đi vợt bài gì đi. Tôi đi chút về nghe. Nhớ năn nỉ người ta nghe bà. Giang, ca lại cái bài Trường Tương Tư cho cha nghe coi. Hát đi anh Giang. Anh Giang, anh Giang hát hay mà, hát đi. Đó, hát đi con. Biết lấy ai nhân gọi đôi lời bồi hồi đừng ngồi không an dạ. Hay cái gì mà hay. Con ca cái bài này không có hồn vía gì hết vậy Giang. Cái bài Trường Tương Tư hay nhất là mấy cái vuốt câu cuối, ca làm sao cho nó ngọt. Bài Quán Phụ mà con, ca phải vô dòng người mới được chứ con. Chỉ có mình cha chơi con ca dở thôi. Đó, anh chị khen con ca hay đó. Cha là cha của con, cha nghĩ sao cho nói vậy. Ca lại bài này cho cha nghe thử coi. Thôi, con không ca nữa đâu. Tại sao vậy? Con nói cha nghe, bây giờ con muốn lên bờ à. Con không có đi gánh hát như cha đâu. Con không muốn bấp bênh như vậy nữa. Con muốn lên bờ, con muốn có một công việc ổn định. Con muốn xây nhà trên bờ, chứ không phải là cái nhà nhách tạm hờ như vậy. Đi suốt ngày mà đi hoài à. Giang à, cái ghe của mình nè, ba đời dòng họ nhà mình ba đời cái nghiệp hát, ông nội con tới cha tới con, nghề hát là máu thịt của mình mà con. Đụng tới cha là cha lôi nghề ra cha nói à. Đó, ông nội rồi đời cha rồi đời con, chẳng lẽ cha bắt đời con phải đi bấp bênh như cha như vậy đó hả? Con nói rồi, con không đàn không hát gì nữa hết. Nghe lời cha, cầm cái đàn lên. Không, con vừa, không đàn. Vừa đàn vừa hát. Con không hát. Cầm con lên hát, con không đàn nữa. Cầm lên. Con không đàn. Vừa cha, đàn vừa hát cho ta. Con không đàn mà. Cái đàn của cha. 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 Cái đàn của cha. Cái đàn của cha. Cha ơi. Mẹ. Cha. Chuyện gì vậy con? Cha con kìa mẹ.
tám chỉ kịp đưa cái cây đèn này lên bờ cho con ơi, rồng bị nước cuốn trôi rồi. Tưởng lời cha khẽ dạy con khôn lớn nên người. Vậy mà giờ đây tắt liệm tiếng cha cười, ngoài kia đang phủ trùm cơn giông bão, con nơi đây cũng đau buốt tâm hồn. Khúc tương tư tựa bạn cho đàn còn gian dở, mà sóng biển vô tình phá vỡ cuộc đời cha. Con biết đi đâu biết về đâu bây giờ, khi ghe hát này vắng tiếng gọi cha ơi. Không ăn dạ
Thưa quý vị và các bạn thân mến, một tràng vỗ tay nữa thật lớn dành cho Trường Giang, nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tô Châu. Quý Trân phải nói là các thí sinh của chúng ta quá giỏi, bởi vì các bạn có thể hát, có thể diễn và có thể viết những gì mà mình suy nghĩ. Trường Giang ơi, chú cũng đã có gần 6 năm lên đên trên ghe để mà đi hát rong ruổi ở miền Đồng Tháp. Mà chú không ngờ một đứa trẻ như con mà có một tư tưởng để dàn dựng ra một cái tiểu phẩm chú rất thích. Chú rất thích. Nhưng mà chú ước gì con ca thêm nhiều hơn. Tại vì dầu sao con cũng là hậu duệ của Minh Tơ. Con diễn xuất rất là hay, bạn diễn của con cũng rất là hay. Khi mà con hát chồng lên thì riêng chú nghĩ là con xuống chút xíu nữa nó sẽ thoải mái hơn. Nha, thì con để ý cái phần hát. Nghệ thuật nói chung có bốn chữ: duyên phận và nghiệp chỉ. Riêng đối với con, gia đình mình đã hai ba đời là nghệ sĩ, thì con phải làm sao phải hay hơn những tiền nhân của mình. Kịch bản xúc động, dàn dựng công phu và thấy rõ cái khát vọng của Trường Giang đối với nghề cũng như là đối với tổ tông. Nhưng mà cô mong một cái kết khác với cái kết này. Bởi vì nếu để cho một người trẻ trưởng thành mà một người lớn ra đi thì cuộc sống nó đau lòng quá. Sao mình không làm cho một cái kết thúc tươi hơn? Con đứng lên và mẹ dựa vào con thì đó mới là một cái kết của cải lương, ca hay, đẹp, hùng, bi tráng. Bà làm cái gì? Bà đi theo tôi hoài vậy? Tôi muốn hát à, rồi không cho tôi hát. Thôi, tôi đi ký hợp đồng với người ta rồi, không có nói nhiều nữa nè. Tôi nói bà nghe nha, không có phá gánh hát nữa nha chưa? Tôi đi đó. Nhưng mà tôi muốn hát, chào bà, tôi muốn hát rồi cháu. Sao không cho tôi hát rồi tôi không dám hát hả? Trời ơi, gánh của tôi, bầu cũng tôi, đào hát cũng tôi, làm sao mà sợ lã gánh được? Xuyên à, Xuyên. Dạ. Bảo kêu em hả Bảo? Trời ơi, ê, bữa nay đâu có cái áo đẹp quá vậy mày? Mình bầu cho đó. Bầu cho hả? Tao cho đó. Trong kẹt không làm gì mà có bộ đâu cho mày. Trời đất ơi, núp trong kẹt em trong màn em kéo màn mà không có em rồi sao hát được phải không? Rồi ok em chi vậy? Mày thấy hơi hám của chị lúc này sao Xuyên? Trời cái hơi chị tuyệt vời chị ơi. Tuyệt vời lắm mà. Người ta hơi đồng, hơi chì, còn chị hơi kẽm mà kẽm gai nó chích vô nhất lắm. Căn cứ đâu mà mày nói hơi chị hay vậy? Em căn cứ vô cái chuyện mà hôm qua chị gây lộn mấy đứa chủ nợ đó. Mấy đứa chủ nợ nó tới đòi tiền gánh hát cái chị đó. Tụi mày là con đồ con to, tụi mày là con đồ con to. Rồi chửi quá trời chửi luôn à. Vậy là hay quá ta. Dạ. Nè, bây giờ mày nhắm cô chị còn hát được không? Chị còn hát tuyệt vời. Nghe hả? Mà ông bầu cho chị hát không? Cho rồi mày. Cho hát rồi hả? Trời đất ơi, ta làm trận làm thượng quá trời, ông cho ta hát rồi. Nhưng mà bây giờ chị tính đóng cái vai gì? À, ta tính hát vai tiên á. Chị đóng vai tiên hả? Xuất sắc luôn. Em nói thiệt, chị mà đóng vai tiên chị bay xuống à. Chị cầm cái cây phất trần chị phất. Trời đất ơi, rùi mũi nó chết hết trơn á trời. Mày chơi tao nữa không? Chị muốn hát vai gì? Tôi Quỳnh Hoa tiên nữ á. Cái gì? Chị hát Quỳnh Hoa tiên nữ hả? Ừ. Rồi rã gánh nữa. Mày tập tuồng cho chị đi. Rồi á hả, cử nào là chị trả tiền cà phê cho em kỹ nấy hay được không? Phải không? Cà phê, hủ tiếu, thuốc lá luôn. Có tiền dặn túi luôn hả? Dặn túi luôn. Chị muốn hát là cái chỗ nào? À, Quỳnh Hoa gặp tiên sinh trong cái tủ quán á. Cái lớp đó hay nhất đó. Đúng rồi. Quỳnh Hoa gặp Trương Sinh phải không? Ừ. Mà em nói mà chị đừng có cãi nha, phải nghe lời nha. Rồi, người ta đạo diễn mấy chục năm học cho em tự học và tự làm luôn á. Vậy mới mới giỏi. Đạo diễn Quỳnh Xiên á. Ừ. Dạ đứng kia đây. Rồi. Bắt đầu dạy em hát phảnh phát, em phất cái tay cái chị xuất hiện nghe không? Rồi. Thử nha. Đây, con cái này có bộ ngựa đây ha. Bắt đầu nha. Trên đường đến trường à ngưng thi à, lương thực cạn rồi à, bụng đói chân à rung à. Nhìn xa xa
có cái quan ở về à đường à. Ta vào đó ăn no lòng rồi đi tiếp tục mà. Nhưng mà lộ phí đem theo bên mình đã hết sạch rồi, mà rượu thịt trong quan nó ê hề. Thôi ta cứ vào đó ăn một bữa no đi, còn chuyện tiền bạc bà bầu bà trả hết. Ê mày, không được. Hả? Hạ hồi phân giải. Hồi nãy chị hứa rồi. Tao hứa là tao hứa, nhưng mà mày phải hát cho đúng tuồng. Tuồng cổ phải hát cho đúng tuồng cho tao nghe. Không có sai một chữ là không có được đó. Còn hạ hồi là để tao tính sao. Hạ hồi phân giải thì trong tuồng. Rồi. Cái đó em nhắc khéo chị bên ngoài tao nhớ tao lắc. Tao nhớ, tao nhớ rồi. Làm đi. Còn chuyện tiền bạc hạ hồi phân giải. Ra. Cái gì vậy? Ủa chứ người máy hả? Hả? Đi ra gì như người máy vậy? Không có hồn vía gì hết trơn vậy? Ủa chứ không phải đi vậy trời hả? Trời ơi, mình biểu diễn mình là đào, mình phải đi lả lướt nhẹ nhàng như cung đàn trên sóng lạnh, hiểu không? Ừ, mày đi có coi cái bộ đào em đi thử nè, bắt đầu nè. Hả hồi phân giải. Vậy chứ rồi. Lại hả hồi phân giải à. Há lưng nheo lên con mắt chúc à. Vô nha à. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa ơi, anh thương em ở cái chỗ em là đàn bà là phụ nữ. Gửi theo hương hoa mây mù răng lối, gửi trong bước ai đi khi bước ai quay về. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tuồng cổ mà làm gì có bước em đi ở trong đó nữa ông nội. Hát lạc chơi. Trời ơi, trời ơi, mà nghe tuồng cổ là phải hát cho đúng tuồng nha. Mày đừng có sai một chữ là cũng không có được nữa. Còn mày muốn hát một mình mày đặt tuồng mày hát đi. Rồi hát đàng hoàng, thôi hát lên cao xin sẵn nha. Ừ. Quỳnh Hoa. Trong giây phút chia tay. Quên luôn rồi. Chị làm quá em quên tuồng rồi. Rồi quên giờ, giờ sao đây? Giờ sao ai biết sao? Thôi mấy mày ca cương đại đi. Thôi không dám ca cương đâu. Dạ? Bữa của ba hát tăng cường đoàn mình ca cương của ba la bữa rồi đâu dám hát ca cương nữa đâu. Không phải, bây giờ tao nói mày nghe, có mình thao với mày hà mày ca cương cho tao hát cỡ đi, giờ mai mốt tao hát cho người ta hát đúng luôn. Có nghĩa là em nhắc tuồng em làm cái đường dây thôi. Mai mốt chị hát với kép là hát đúng tuồng, không có ca cương ha. Không có ca cương nha. Này là em hát đỡ thôi nha. Rồi. Trong giây phút chia tay, anh đã giờ đây không tiền xài. Nhưng thôi anh đành lòng vô quán ăn chịu, chờ anh đây không dám tới em để anh mượn tiền. Quỳnh Hoa để tao đang hát mày. Quỳnh Hoa tao mẫu tao mẫu. Tôi chết ông nội. Có sao không bà? Có sao không bà? Tao như cái mất ông nội. Tôi dặn bà sao? Ở nhà bà đang nhào ra hát, nó hát cái gì? Bà bầu ơi. Đã vậy đứa này nó hốt đó. Nó hốt bà luôn bây giờ đó. Nói thiệt cha không mấy trả tiền là bà bầu. Không học hành gì bà bầu rồi làm đầu chánh sao làm đầu chánh được bà bầu. Làm nghệ sĩ cải lương khó lắm bà bầu ơi, thiệt. Đúng rồi, tao nói thiệt qua cái chuyện việc nãy giờ đó tao nói thiệt. Tao thấy ông nói đúng mày cũng nói đúng nữa. Thôi bây giờ tao không hát nữa, bây giờ tao ra tao ôm phòng vé được không? Đó cái đó tao thấy hay đó. Bà bầu với ông bầu chỉ cần lo phòng vé, lo ăn uống đầy đủ. Cái lứa trẻ tụi con thề với bà bầu với ông bầu sẽ hát một cách đàng hoàng, nghệ thuật càng ngày càng học hỏi và phát triển thì mới xứng đáng là sau nói ngôi chứ phải không bà bầu? Xin được cảm ơn phần phụ diễn hết sức là duyên dáng của nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Mà Quế Trân nhớ là cái vai diễn này ngày xưa là cô cũng diễn cùng với lại ông nội Gia Bảo. Dạ, mà tới bây giờ diễn với Gia Bảo luôn, cũng hết sức là thanh xuân trẻ mãi không già. Và cũng trên sân khấu này đó chính là nghệ sĩ Hà Linh, con ruột của
cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga thưa quý vị. Dạ, chú Thà Linh là chú của em. Dạ, tại vì đi bước vô cái cuộc thi này thì ông nội thì đang ở xa không có về được, thì có chú cũng sẵn sàng giúp cháu một vai. Bên cạnh đó cũng rất là cảm ơn sự xuất hiện của bà Kiều Mai Lý. Cách diễn xuất và cái duyên đã mang hơi hướng của ông nội. Rồi còn cái hơi ca cũng mang hơi hướng của ông nội, tại vì anh Bảo Quốc ca rất là mùi. Cái mà ấn tượng nhất á là chú nhìn thấy đâu đó một cái ông Bảo Quốc đang diễn chứ không phải Gia Bảo. Hình như là con rất là giống, từ tác động cho đến cách phát âm cho đến là dung tay dung chân, rồi cái cách của anh Bảo Quốc á, có bao nhiêu là con học hết rồi. Cái đó là chú khen chứ không phải là chú chê. Chú cũng khuyến khích con cố gắng nữa, chúc mừng con. Cái tiểu phẩm này đó thì ý riêng của chú thôi, thì muốn Bảo diễn nhiều thêm hơn nữa, là mình là một cái nhân vật chính của cái cuộc thi này thì mình nên tập trung vào cái vai cho Bảo. Tất cả những người là chỉ hỗ trợ, coi như là thêm một cái dàn phóng cho Bảo tỏa sáng. Phải nói là con với cô Kiều Mai Lý đóng rất hay, nhưng mà cô có một cái lòng kính trọng cô Thanh Nga ở một cái mức rất là đặc biệt, cho nên là cô cảm thấy hơi khó chịu khi mà con đưa cái bài của cô ba, cô Thanh Nga đó, trong giây phút chia tay. Đó là cái bài rất là thiêng liêng. Sau này cô đề nghị với con là nên lấy một cái bài khác, còn toàn bộ đều tốt hết. Cảm ơn con. Thank you.
là choáng ngợp bởi màn biểu diễn của hai bạn. Gạt qua những toan tính mưu mô của một cái âm mưu, thì cuối cùng thì con người ta, cuộc sống vẫn cần nhất là tình yêu. Và khi tình yêu họ dành cho nhau trọn vẹn trái tim thì họ sẽ thăng hoa như vậy đó. Như màn biểu diễn mà Phi Hùng vẫn đang có cảm giác như ngồi trên mây mà khi coi hai bạn. Chúc mừng bạn. Có một chút đồng ý với Nguyễn Phi Hùng, nhưng mà lại có một chút xíu không đồng ý. Cô xem thì cô lại cảm giác là không cứ phải là chuyện trọng thủy mỹ châu. Nó chỉ là cách con miêu tả một cuộc tình đẹp, dù cho người ta sống hay là ở bên kia thế giới. Cô chỉ tiếc một chút cái đó. Phải chi cái người dàn dựng cho con, họ sẽ tạo thêm một vài tình huống để thấy là vai chính là con mà. Trọng Thủy cũng rất rây rứt trong cái chuyện này. Nhưng mà nói gì nói, xin cảm ơn là con giỏi quá. Các con đã có những màn biểu diễn rất là tuyệt vời trên không. Và cô hy vọng là lòng đam mê xiếc của con luôn luôn lúc nào cũng là một cái ngọn lửa hừng hực để con theo cái nghề này. Anh là anh theo dõi em suốt. Vì vậy cho nên anh mong rằng những dàn dựng cho em có những cái nó ăn với lại tiểu phẩm thì nó sẽ hay hơn và nó hấp dẫn hơn. Ngọc đèn cho trời bốn mùa gió mát trắng thanh nhẹ.
hoa thơm cỏ lá. Chúng ta vừa thưởng thức phần thi của thí sinh Bảo Ngọc với tiết mục hát chầu văn, và chúng ta cũng biết rằng Bảo Ngọc là một thí sinh đến từ loại hình hát bội, mà chúng ta hôm nay thưởng thức là hát chầu văn, loại hình nghệ thuật của hai vùng miền khác nhau. Cho cái đêm thi hoán đổi này cũng là một cái tiết mục hết sức là thú vị. Một tràng pháo tay cho nỗ lực của Bảo Ngọc thưa quý vị. Anh rất là có cảm tình khi biết em là xuất thân từ hát bội. Bởi vì bộ môn hát bội ở Việt Nam mình bây giờ không còn mạnh như xưa nữa. Nhưng mà cái can đảm theo đuổi và yêu nghề của em đó đã làm cho anh rất là thích. Thì anh phải nói thật là tiết mục này anh thích vô cùng. Anh thích bởi vì anh nhớ có một câu mà các bạn trẻ bây giờ hay nói, đó là cái quan trọng là cái thần thái. Thì cái thần thái của em hôm nay là tuyệt vời. Em đã làm cho anh chìm đắm mà trong đó không rời được một giây nào hết. Anh giơ hai tay hai chân luôn, là anh thích tiết mục này vô cùng. Hôm nay thì anh cũng rất là bất ngờ khi thấy em chọn tiết mục này. Như Quế Trân đã nói, đã được UNESCO công nhận một di sản của nhân loại. Và hôm nay chúng ta đưa lên sân khấu nhờ sự kết hợp múa nè, kết hợp với âm thanh ánh sáng nè, nhạc chầu văn nữa ha. Và làm cho em tỏa sáng trong cái bài hát này. Với cái tầm nhìn trong cái cuộc thi ngày hôm nay thì em đã làm rất là hoàn hảo trong tiết mục này rồi. Rất là cảm ơn em, và anh cũng rất là ngạc nhiên khi em chuyển qua em hát chầu văn cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Chị thì cũng giống như anh Trung Tử Lưu, không rời em một tích tắc nào. Nhưng mà anh Trung Tử Lưu á còn quay qua để mà bàn tán với lại anh Long về cái tiết mục của em. Còn chị thì chị coi như quên hết tất cả mọi người xung quanh, chỉ có một mình em thôi, đối với chị thôi. Chính vì vậy mà chị nghĩ rằng em đã thành công trong tiết mục này. Và cái mà chị muốn nói ở đây đó là sự dàn dựng ở cái tổng thể của tiết mục này. Nó đã nâng em lên, nâng cái giọng hát của em lên và nâng cái diễn xuất cũng như là cái hồn của em, để cho em có thể tự tin và em thể hiện được, em đưa cái hồn của em vào trong cái bài hát này. Cái giọng hát thì quá là tuyệt vời. Bởi vì chị cũng biết là em ở bên hát bội, cho nên là cái hơi của em rất là mạnh. Chính vì vậy mà khi mà vào đây thì em đã tiết
tiết chế cũng khá nhiều và em đã xử lý rất là khéo léo từng cái câu hát. Bởi vì thực ra hát bội với lại hát chầu văn nó hoàn toàn khác nhau đúng không em? Nhưng mà em đã khéo léo em xử lý được cái đó và những cái ngân của em á. Chị thích là thích những cái ngân của em. Những cái ngân và cái luyến lấy chị mê lắm, cho nên là ngày hôm nay đúng tủ của chị rồi. Cho nên em thấy không, chị ngồi và chị nhịp theo, thậm chí là chị giống như chị nuốt từng cái lời hát của em. Đó, cho nên là ngày hôm nay chị chúc mừng em. Trái tim dở nát cuối ban đầu, tình là sâu đời là mộng, mẹ đây mới theo đôi cánh quyền giữa tiếng nhạc kêu sương, nghĩ lại phần mình càng thương, hồi hơi con người suốt 18 năm qua, mẹ cam khổ sở biết mấy chừng, chờ đợi ngày con lớn khôn. Quyết, dạ chào thầy. Tôi đã nói với thầy biết bao nhiêu lần rồi, thầy đừng tới đây nữa. Quyết à, anh chỉ mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ một mình tôi đau khổ, còn để cho vừa ý của anh thì sẽ có một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì anh để cho tôi cam bề vui chỉ tình yêu thôi ban đầu như nước chảy qua. Cầu chưa gặp thì đã xa thôi, thì tình của chúng ta cam đành chịu xót xa miền sao con buồn lớn lên người kể tròn bổn phận của anh tiếc làm gì. Nhưng ở đây anh là ba của thằng Tâm, gặp gỡ ba thằng Tâm với tất cả niềm nhớ chung tròn vẹn. Thằng Tâm, con của chúng ta nó đã tốt nghiệp ra trường rồi. Sắp tới đây anh sẽ chọn một ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan thì nâng ly chúc mừng con trong cái buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con mẹ chỉ biết gửi quà chỗ con, chứ danh nghiệp nào mà mẹ dám nghĩ tới chuyện nâng ly. Nguyệt à, em định gửi quà gì cho con vậy? Đây, mặt gối thêu còn dáng dở. Nguyên ư? Trong ánh chớp trên nền trời đấy đó, Quyên
con là lẽ sống tuyệt vời. Dịu dàng từng đường kim mũi chỉ, cô trai tim sắc son chờ mong. Nhịp nhàng bước trời xa thăm, vậy mà bão năm rồi em cứ thản nhiên người qua đường xa là, trong khi đó anh lại ấp ủ, anh nâng niu một tổ quyến em đềm hạnh phúc. Nguyệt tới em càng lạnh lùng từ chối, khiến anh đây thêm nát ruột xé lòng. Nguyệt à, em hãy cho anh thêm một ân huệ nữa nghe Nguyệt. Chúng ta nên dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Vậy thì còn chúng ta, giấc xuân mộng từ lâu cam trong trại, tình gối chăn nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng duyên căn lệ, không thể nào tái hợp. Cơn xưa đã giờ làm đôi mỗi người một nửa, chúng ta soi vào bước chân con đang chập chân trên đời. Quãng đường xa còn trông gai thăm thầm xa vời, thằng Tâm nó sẽ thế nào trước cảnh chờ đợi ban lời mua danh. Buổi giao thời mới cụ đôi nay, chúng ta là nạn nhân của gia đình Tâm Quan, thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua vội bạc phú phàng. À Nguyễn à, thằng Tâm con của chúng mình, à, anh lo lắng cho nó đầy đủ, không thiếu một thứ gì hết em ạ. À, em biết không, con của mình nó có hiếu lắm đó Nguyễn. À, em yên tâm nha. Anh Minh à, theo tôi thì thương con như vậy là vẫn chưa đủ, mà thương con là phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết phù lối mòn của chúng ta ngày trước, ngập trong lớp rong rêu cặn bã ao tù, hãy chắp cánh cho nó được bay xa. Cho nó thấy đất rộng trời cao, núi rừng sâu và biển cả trùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của người dân đang trên cổ mang trồng. Cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương. Anh đã hiểu rồi Nguyệt à, anh chỉ xin em từ rày về sau hãy cho anh được thỉnh thoảng tới. Em định bước thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa của gia đình hẹp hòi
thì tốt hơn hết. Anh đừng bao giờ tới đây nữa. Nguyệt ca, anh về đi. Thôi được rồi, như vậy thì từ nay chúng ta sẽ cùng lo cho con vậy. Anh về nghe Nguyệt. Dạ, anh về. Về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Cậu tới đây có chuyện gì vậy cậu? Bà thật sự không biết tôi là ai à? Tôi không biết cậu. Tôi là thằng Tâm, con của người đàn ông vừa mới đi ra khỏi nhà của bà, ông Minh đó. Bà quyến rũ ba tôi, bà làm cho mẹ tôi phải thua buồn khóc lóc vì ghen tức. Bây giờ gia đình của tôi không còn vui vẻ như trước nữa. Ba mẹ tôi không ai nói với ai một lời nào. Biết đâu giữa ông bà còn có một nguyên nhân nào sâu xa khác hả cậu? Không. Tôi đã điều tra tất cả. Và tôi quả quyết mọi nguyên nhân rắc rối giữa cha mẹ của tôi chính là bà. Là ba. Ngày hôm nay tôi tới đây, tôi yêu cầu bà ngay lập tức tuyệt giao với ba tôi. Tốt hơn hết, bà hãy cuốn gói đi khỏi nơi này. Cậu nếu bà sợ nghèo, sợ khó, tôi có thể cho bà tiền. Nhưng mà bà nên nhớ, cầm đồng tiền của tôi đi nơi khác sinh sống rồi thì hãy sống một cuộc đời đàng hoàng, đừng bày trò ổng bướm qua đường nữa. Tâm, tôi lặp lại, tôi hẹn cho bà trong vòng một tuần lễ. Nếu bà còn cố tình chần chừ, đừng trách tôi. Tâm, con đuổi mẹ. Bà nói cái gì? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cậu không hiểu gì hết. Một người đàn bà đang tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Cậu. Tâm ơi, Tâm ơi. Đối với lại anh Đào á, thì quả thật là em là con nhà nòi của Sư Có Lương. Vì vậy cho nên là em ca rất ngọt ngào. Rõ ràng là chỉ có máu con nhà nghề mới ca được như vậy. Vì sao? Nhịp nhàng của hai câu giọng cổ này rất khó ca. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy hát rồi, với lại hai câu giọng cổ này, từng nhịp, từng phách, từng cái sắp chữ của chị, không ai sắp qua nổi. Và hôm nay em thể hiện hai câu giọng cổ đó, anh rất là hài lòng. Có những đoạn chúng ta vì thời lượng quá ít cho nên là chúng ta phải cắt đi để bảo đảm được thời lượng phát sóng.
Đó là cái điều mà anh thông cảm. Đây là cách dựng rất là mới. Mặc dù biết em là một ca sĩ hát giọng nhạc quê hương, nhưng mà em ca rất là mùi và tin được đây là Nguyệt. Nhưng chỉ có điều là khi hát em hát rất là tốt, nhưng mà tiếng nói sân khấu á, nó chưa có vững, nó chưa có cảm. Và chị khen cái phần cuối là cái phần dựng của cái người dựng của cái vở này á. Cái đoạn cuối chị rất thích, khi mà em từ từ gục xuống thì biết sao cái người vẽ trên cát á, giống như là trong ngôn ngữ điện ảnh tụi chị gọi là cái sóng gió đó, cái đau khổ, cái rối bời của Nguyệt lúc đó đó, nó trợ cho em rất là nhiều. Cảm ơn em và cảm ơn ekip đã dựng cái bài thi ngày hôm nay. Cái phiên bản dựng này Bạch Long thích. Về giọng ca của em thì đúng là em hát hay thật. Em hát nó có, nó thật lắm. Đúng rồi, nó thật á. Nó thật lắm. Nó thật á, nó dễ chịu lắm. Mà mình nhìn thấy mà thấy nổi tâm trạng của một cái, của cô Tô Ánh Nguyệt. Còn nào thì Trinh nói là do cái đại từ của em thì Bạch Long không trách cái vấn đề đại từ đâu. Thứ nhất tại vì em là ca sĩ. Đó, em tiếc á, không phải là em phê bình mà em tiếc á. Em là em ca tiếc sĩ. Á, dạ, em với tiếc thứ hai, á. Tại em diễn thật nó gần như kịch. Dạ. Chứ không phải cải lương. Đó, đó, đó. Hiểu không? Dạ, dạ, em hiểu. Thì dạ, em diễn hiểu. Nó gần như kịch, mà chính là cái đó mới là thật. Cái đó mới là vở cải lương xã hội. Chứ nếu mà em dùng đài từ mà âm điệu á, kỹ thuật á, thì nó sẽ không xúc cảm. Chú thích tiết mục này, hôm nay giao diễn thành công vai Tô Ánh Nguyệt. Thôi đây đây, đây đây nguy hiểm lắm. Không, ta không thể nào đi một mình bỏ Triệu Lân ở đây một mình được. Đi 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 hả? Triệu Lân! Đi hả? Không! Ngàn binh giây phù, có một mình à, làm sao lẫn trốn, thoát xa dòng dây. Thầm thương thiên nhan nơi các lần, mãi trong ngóng cầu tình thâm, chí mong tương phùng. Giờ đây càng qua xây ra, thần nhiên hy sinh công phá. Giờ đây thần trùng lòng nguy khó an, hùng ta nhìn chân cân bước chung xưa quay về. Người dầm máu về huyên quân, không một mình thần hy sinh ngăn chân. Không hiểu đây, nỡ đâu dời chân lẽ lôi chung thần cho ngôi đàn dương. Bỏ khanh một mình. Điện hạ ơi, Nhật Nguyệt chứng minh lòng trung nghĩa kẻ thành. Tôi xin người hãy an tâm quay về nơi nguyên quân. Triệu Lân! Độc mã buôn cơn sát thù nào kiếp sơ người sẽ và vui mừng. Triệu Lân! Điện hạ, nguyên quân ký thơ sang là mưu độc vô cùng. Trước yên tiệc sau bài đều thích khách, mong hạp hại bể đồng chiếm đoạt mạnh giang sang. Chia tay hẹn buổi tương phùng, lòng buồn cách biệt mấy sầu trắng treo. Từ đây hai nẻo sơn khe quê hương đất mẹ đón người hùng anh. Không Triệu Lân! Điện hạ! Từ nay lìa xa ôi cuộc chia tay nghe ngào dòng sâu. Thầm thương thiên nhan đã phải nguy nan đang dòng quyền đào. Lời xin thái tử dùng ra đi, còn nơi đây là lâm nguyên xót xa thêm sầu bi. Điện hạ, ngợi thái mong đi về nguyên quốc, hàng chân công hoạch chiến bảo của cha người. Còn kẻ hạ thần trung liệt trảm dòng binh, có hy sinh cũng chém phòng đúng nghĩa. Giờ đây đôi ngã giờ chia ly, tình thâm mới tàn biệt nhau. Nói câu chia liệt.
chứng thiên đế xin thương người cứu à. Thảm cánh ai gây chia lìa xót xa này, thương người chung thiếu niên anh hùng ôi đớn đau lòng. Thiếu niên anh dũng, thiếu niên anh dũng. Chúng ta vừa theo dõi một trích đoạn dự thi từ Bảo Ngọc và đây cũng trích trong vở Long Lân Quy Phụng, một cái vở diễn mà đạo diễn nghệ sĩ Bạch Long đã thực hiện, đã viết và dàn dựng cho nhóm Đồng Ốc Bạch Long ngày xưa biểu diễn. Và cho đến ngay bây giờ thì có những khán giả lâu năm cũng vẫn còn nhớ từng nhân vật trong cái tác phẩm này. Và hôm nay khi theo dõi lại trích đoạn này thì chắc hẳn là thầy Bạch Long không khỏi những cái xúc cảm khi nhớ về những đứa học trò của mình ngày xưa, phải không ạ? À đúng như vậy. À, xem cháu diễn cái vở này thì đúng là cũng có cái xúc cảm làm cho chú nhớ lại cái đội Đồng Áo Bạch Long ngày nào. Chú chỉ nhắc một cái điều này thôi. Cháu nói là cháu trong dòng họ Tuồng Cổ thì chú chỉ nhắc này. Hồi xưa cái cảnh này đó nó rất là hay, tại vì Tuồng Cổ chúng ta thì mang tính chất ước lệ. Ví dụ phim ảnh thì được, phim ảnh tả thực cái dây phải có con ngựa thật. Ví dụ chú nói một cái ông lính cầm một sợi dây chỉ làm động tác vậy thôi. Quăng búp đó, dính sợi dây, dính đó cái, là dính cái đai, rồi một ông quăng cái chân đó, rồi xong cái ông lính ông mới lên con ngựa
ông mới lên ngựa, ông mới kéo con ngựa, ông chạy kéo ra ra thì chị bình tinh sẽ xuyến bên kia kéo lại thì xuyến qua này đó, xong bắt đầu bốn con ngựa phải đồng tâm kéo thì chị bình tinh mới Nam Quốc tương tồn, Nam Quốc tồn, thì cái chết nó đẹp, cái chết của một anh hùng nó đẹp. Những gì mà thầy Bạch Long nói là em hiểu rồi ha. Dạ. Em là một trong những cái thí sinh mà anh thấy là vũ đạo rất đẹp, trụ bộ rất đẹp. Ông vũ đạo đẹp, cái đó thầy nhìn nhận điều đó. Vì vậy cho nên là hãy nhớ một cái điều là mình có được vũ đạo đẹp thì mình phải áp dụng nó vào. Và hãy lấy cái ưu điểm nó ra để mà mình biểu diễn. Nếu như ngày hôm nay em dùng vũ đạo để em thể hiện cái đoạn này thì chắc chắn rằng em sẽ gặt hái được điểm rất cao trong cái tiết mục này. Cảm ơn em. Dạ, Bảo Ngọc có chia sẻ là thích và Bình Tinh đóng cái vai đó, và đây là cái vai diễn trong mơ của em, và em muốn thể hiện được cái tinh thần đó. Thì chị biết đó là cũng là cái áp lực. Bởi vì sao? Em sẽ không thể nào mà dẫm vô lại bước chân của Bình Tinh được. Em sẽ không bao giờ lấy được cái nét diễn giống Bình Tinh được. Bởi vì nếu như vậy ta sẽ nói Bảo Ngọc diễn trong mơ nhưng mà lại bắt chước Bình Tinh. Điều đó chị biết, cái đó là cái áp lực của em. Cho nên em phải tìm một cái nét diễn khác. Hơn ngày hôm nay em đã được những cái lời chỉ dạy của thầy Bạch Long và anh Kim Tử Long. Đó là những cái bài học vô cùng quý giá. Thì em kết hợp đi, bởi vì chị thấy cái diễn xuất của em á, nó hơi nhẹ kiểu như điện ảnh á. Thì bởi vậy khi mà anh Bạch Long với anh Kim Tử Long nói chị đã lắm kìa. Tại vì chị cảm nhận em diễn thật. Nhưng đúng là sân khấu tuồng cổ phải có ước lệ anh ha, là phải nó sẽ có nó hơi mạnh hơn một tí xíu nữa bằng cái hình thể thì em sẽ thành công. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn những lời nhận xét hết sức là tận tình. Chú không sao, không cảm ơn cậu. Chú ơi, chú vô đây chú ngồi chú nghỉ đi. Đây chú. Chú chờ con tí nghe. Chú thông cảm nghe. Còn có tô cơm cuối cùng với lại món giá xào với huyết à. Tôi không dám đâu cậu, bị tôi sợ ăn xong cái tôi không có tiền trả. Dạ không sao, chú không ý bản hiệu quán con hả? Cơm có 1,000 đồng mà. 1,000 tôi cũng không có. Vậy thôi con tặng cho chú đó, chú cứ ăn đi. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì á, chú có tiền rồi chú trả con sao cũng được. Bị tôi sợ là bắt đầu kể từ ngày mai tôi lại không có tiền lẻ. Chú giỡn với con hả? Thì chú đưa tiền chẵn rồi con thối tiền lại chú. Tính tôi là đưa tiền chẵn là bo luôn. Thôi chú giỡn với con hoài à. Thôi chú đói rồi chú ăn đi. Cảm ơn cậu. Chú giỡn nữa hả ta? Chú bị sốt xuất huyết. Cái gì? Chú ăn huyết vô chú sốt. Trời ơi. Chú giỡn với con nữa đúng không? Chú giỡn, nhưng mà chú sốt thiệt. Ủa chú sốt sao nữa? Chú bị sốt nóng lạnh á. Hả? Là ra trời nóng cái tự nhiên chú lạnh à. Thôi chú cứ giỡn với con hoài à. Nhưng mà chú sốt thiệt. Chú sốt thiệt hả? Ừ. Con giỡn với chú hả? Dạ không, con thấy chú bị lạnh, con khoác cho chú là thiệt á. Chú ăn đi nha. Ê, giá xe miễn phí rồi mày. Ở nhà tao có mấy chiếc công tơ lơ kìa, có giá không mày? Dạ, hai anh trai giỡn hoài à. Em chỉ giá mấy cái xe thông thường bình dân thôi, chứ container sao giá được. Có 1,000 đồng là sao? Thì một dĩa 1,000. Hai dĩa? Dạ, mấy anh thông cảm. Quán em vừa mới bán hết cơm rồi. Bán hết rồi không đóng cửa đi? Dạ không, quán em chủ yếu là bán nước mà. Vậy ngồi uống nước? Dạ, mời mấy anh ngồi uống nước. Cái quán của ông hả, có những cái loại nước gì trong thực đơn kể ra đi. Thực đơn quán em là quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Em có các loại rau má, có trà đá, trà sữa đường đen. Nếu mà anh thích con chen thì em mời anh mua nước tắc. Uống xong cả người lạnh ngắt, em mời anh một ly trà gừng. Uống xong mặt đỏ phừng phừng, ta uống luôn trà chanh giải nhiệt. Nếu mà anh thích đặc biệt thì trà đào, trà vải bi đao. Nhưng mà anh thích pha mau thì em mời anh mua nước ép. Ép cam, ép xoài, ép ổi, ép dầu, ép mỡ, ai nở, ép duyên. Ép duyên, Hay quá. Bây giờ tôi đổi ý là tôi không có uống nữa, bây giờ tôi muốn ăn. Khổ ghê, em nói quán em hết cơm rồi mà. Thôi được rồi, bây giờ mấy anh muốn ăn gì á, mấy anh gọi đi. Em chạy tới quán khác em mua, em về em phục vụ mấy anh. Thôi ăn gì cũng được. Làm gì vậy? Ăn á. Ăn gì? Ăn dầm đầm về. Tại sao vậy? Là ăn dầm đầm về đó, anh muốn quậy quán em phải á. Tao lật bài ngửa với mày luôn nè. Tụi tao tới đây là lấy tiền bảo kê mày.
mấy anh ở băng nhóm nào mà lấy tiền bảo kê? Lão đại mà. Lão đại mày. Em nhớ là trong băng nhóm lão đại đâu có mấy gương mặt giống như mấy anh đâu. Quán em làm ăn đàng hoàng lương thiện, cho nên không có người nào tới quậy phá. Em không cần thu tiền bảo kê gì hết. À, ý là giờ muốn có người quậy phá mới lên đóng tiền bảo kê đúng không? Quậy phá mày. Nè, em xin mấy anh mà. Thôi. Người ta làm ăn lương thiện, đâu có tiền đâu mà đưa tiền bảo kê cho hai cậu. Đánh sập cái quán, đánh luôn cho tao. Đi về nhà. Tao thách mày nhào vô á. Tụi bay hèn quá vậy. Ăn hiếp tao sao cũng được. Người ta đáng tuổi cha tuổi chú tụi bay đó. Biến. Biến từ từ biến đó. Biết rồi, lớn tuổi là không có đánh tổng gì đâu. Biến lại rồi. Biến. Chú có sao không chú? Đồ cái thứ trẻ trâu. Ủa nhưng mà tôi thấy cậu cũng vạm vỡ lắm. Sao không xúc hai đứa tụi nó đi? Thôi chú ơi, cuộc sống bây giờ một câu nhịn chín câu lành mà chú. Nhưng mà cái bản tính nhịn nhục như vậy không phải là tính cách thật của cậu. Đúng không cậu Danh? Sao chú biết tên của tôi? Còn ai? Anh Trọng. Anh có biết là tôi với lại lão đại á tìm anh cực khổ như thế nào không hả? Dạ mời lão đại. Dạ. Con chào ba. Sao lại dẫn vợ con đi mà không nói với ba một lời nào? Con có biết không, từ ngày con bỏ đi, tan đàn xẻo. Vết xẹo này nó đã đeo đuổi con tới tận bây giờ. Ba nhìn đi. Con nhắc với ba, không phải là con muốn kể công hay con cần ba thương con nhiều hơn, nhưng ba chính là người đã cưu mang. Từ năm 7 tuổi, nếu không có ba, con bị người ta ức hiếp. Con xem ba như là ba ruột vậy. Trong cái thời khắc thập tử nhất sinh này, con mới nghiệm ra một điều: những người thân của mình xung quanh mới là quan trọng nhất. Nếu như ngày hôm đó con chết đi thì vợ con của con ở nhà sẽ ra sao? Lúc nhỏ con đã thiếu đi tình thương của cha của mẹ rồi. Con không muốn con của con phải bị thiếu tình thương của cha của mẹ giống con ngày xưa nữa. Ba, tiền mình kiếm cũng nhiều rồi, hay ba dừng lại đi ba. Ba lớn tuổi rồi, sức khỏe và sinh mạng của ba mới là quan trọng nhất ba à. Sao vậy? Lão đại ơi, chúng ta bị phục kích. Lão đại cũng có mặt ở đây nữa hả? Nhưng mà lão đại yên tâm, đàn em của lão đại đang được đàn em của tôi chăm sóc ở ngoài kia. Lão già, lão hết thời rồi. Hay là lão nhường lại cái địa bàn này cho tôi đi. Bỏ đi, bỏ cái suy nghĩ đó đi, đừng vọng tưởng nữa. Kêu nhường thì không nhường, vậy thì tôi giành. Lên. Dạ. Rồi. Thôi về làm lại đi. Gạch quạch 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 quạch. Ba.
Ba, con sao không con? Con xin ba, con thương ba như là ba ruột của mình vậy. Đã đến lúc mình dừng lại những chuyện làm phi pháp của mình, mình có thể làm những chuyện có ý nghĩa được không ba? Ước mơ của con là xây dựng một trại trẻ mồ côi. Ba, ba làm cùng con nghe ba. Con hãy làm những gì mà con muốn. Ba luôn ở bên con. Con, ba, ba, con cảm ơn ba. Đặc biệt trong ngày hôm nay, sự có mặt của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền cũng là một điều bất ngờ cho tất cả mọi người đến với sân khấu và chắp cánh cho Bùi Công Danh trong tiết mục này. Thì anh Thanh Điền thấy sao ạ? Mình tham gia trong chương trình thì rất là cần thiết. Một trách nhiệm của người lớn với những sao nối ngôi này nè. Dạ. Trách nhiệm với con cháu. Nói là một sự chắp cánh hay là dọn đường để cho nó đi. Nếu nó đi tốt thì nó đi bằng phẳng. Còn nếu mà con đường không tốt thì buộc nó, buộc những đứa nhỏ phải học, phải luyện, phải tập và phải trung thành với cái nghề mình đã chọn. Xin được cảm ơn một lần nữa nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần nhận xét của ba vị giám khảo ngày hôm nay. Một cái kịch rất nhân văn đã cho cô cái sự xúc động, và cái đoạn chót cô rất là cảm động. Cảm ơn em rất nhiều. Bé con này cũng là một trong những người mà có cái trọng âm sân khấu rất là tốt, và nó truyền đạt những cái cảm xúc của một cái nhân vật đến cho người xem, tâm lý diễn rất là đạt. Nhưng chỉ tiếc có một điều à, nếu mà nhấn thêm cái thuyết phục chút xíu nữa ông già thì sẽ tốt hơn. Cái thuyết phục của con nó còn nhẹ lắm so với một cái ông mà có bản lĩnh mà như Thanh Điền đi diễn. Các bạn diễn hỗ trợ mà nhất là có nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền thì quá tốt, và bản thân con cũng rất tốt. Con mong rằng con đường tương lai chắc chắn là sẽ thành đạt. Chúc mừng con. Thực ra mà nói cái lực của con, cô biết lực con còn nhiều lắm, mà tại sao cái mà con đưa ra đó nó chưa có đẩy được hết cái lực của con. Bây giờ cái phần nổi là được rồi, khoe được về giọng hát của con, vũ đạo của con, về võ thuật của con, tất tần tật con khoe được hết rồi. Điều kiện cần và đủ để tạo nên một ngôi sao là con có hết rồi. Vấn đề bây giờ là cái món ăn nào để mà bật lên được cái ngôi sao đó. Thì cái kịch bản nó chưa đủ tầm với con. Thực ra cái kịch bản này thì nó rất là dễ thương rồi, nó hay nữa, nhưng phải đẩy cái phần sau cho nó sâu hơn. Cái quay đầu lại của người cha cũng như là cái hướng thiện của người con, nó phải một mất một còn. Rồi sau đó đó thì ông già thấy rằng là ổng sắp sửa mất con rồi, thì ổng mới quay đầu. Ông mới quay đầu. Thì như vậy để con có cái đất con diễn, cái sau là con phải đủ cái đó, một cái vai thật nặng ký cho con. Thiết dương trần xe tơ đỏ, cùng dư bình phận đẹp duyên ưa, thiệu quan thấm thoát thoi đưa, lần tai tính bóng răng tròn có lẽ. Riêng phận thiết thì tề gia hằng vẹn vẻ, nhưng dư bình thì đã mất đi bản tính chuyên cần, ham rong chơi chẳng nghĩ đến ruộng đồng, khiến cho thiết ngày đêm lo nghĩ. Đêm thông mà Dư Lan, chàng lại sai nữa rồi à? Ê, sai đâu mà sai.
cô uống. Nhưng sai thì không, chỉ có trời sai. Mà trời sai, đất thì cuồng quay. Cái chân ta cũng nên ta mới bước hụt. Chớ có sai hồi nào, đàn đừng có nói càng. Chị Lan à, tiếp khuyên chàng đừng uống rượu thất thường. Ra đường kéo nhiễm phải gió sương, lâm trọng bệnh biết đâu mà lường. Lời thiết khuyên xin chàng hãy nhớ, dù ai ép nài chàng cũng đừng nghe theo. Rồi về thiếp sẽ làm cái mọi công việc cho vui lòng chàng. Cái gì đó? Ta chỉ muốn gặm tiền. Không được đâu Dư Lan à. Sao vậy? Tiền ta đã nhận cọc của khách kinh thành rất là nhiều luôn. Sao? Nếu như mà ta không có dê gấm tiền để giao cho người ta đúng hạn á, thì ta sẽ đền lại cho người ta gấp 10 lần. Thậm chí là ta phải ở tù rụng xương luôn á. Nàng, nàng có thương ta thì nàng hãy dệt gấm tiền cho ta. Nàng nên nhớ, ngoài là vợ của ta thì nàng cũng phải nhớ đến một điều là nàng đã từng được ta cứu mạng mà, đúng không? Giang! Cùng tại những nén vàng ma quỷ, cùng tại những giấc quái ác này đây! Thân tôi đã cầm cùi bao ngày, dệt gấm quý cho chàng dùng khi ấm lạnh. Nhưng than ôi, ơn cứu tử sanh tày non điện, nghĩa vợ chồng muốn vẹn vẻ cùng ai. Dệt gấm quý thân thiết mấy héo gầy, đổ bao tâm huyết mà chàng nào có rõ. Ta rõ là nàng yêu ta đến mức độ nào. Thôi được rồi, không dệt chứ gì. Để ta đi tìm những người bạn của ta, những người mà nàng cho là bất lương đó. Sẽ đi uống rượu tiếp. Và ta uống rượu cho thật say, để ta chết bờ chết bụi cho nàng vui vẻ nè nha. Dư Lan, chào. Dư Lan chàng ơi, em cuối gian xin chàng nên lánh xa bọn người, lường gạt bất lương để vợ chồng bên nhau. Chung mái tranh tuy nghèo mà tháng năm sống trong ta cũng mong bên nàng cùng nhau sanh duyên dài lâu. Nhưng nàng ơi, muốn duyên lâu dài thì nàng dệt thêm gấm tiền một lần thôi. vợ chồng nghĩa nặng hơn sâu, tham rong gia dặn nghĩ đến ruộng đồng, khiến thiếp đây càng đau buồn khôn xiết.
không muốn nói nhiều, ta vào trong ngơi nghỉ. Nhưng mà khi ta muốn là ta thức giấc á, là phải có gấp tiền cho ta, còn không có thì ta bỏ nhà ra đi cho nàng vừa dạ. Dư Lan ơi, Dư Lan ơi, thiếp mong chàng ngài suy nghĩ lại. Sao chàng cứ ngày ngày càng xa thiếp mày? Dư Lan ơi, dệt gấp tiền bài đâu là chuyện dễ, mà cứ ép luôn dệt gấm cho chàng. Lòng thiếp đây nhớ ai xíu ai bao, nếu không dệt thì chàng bỏ nhà bỏ cửa, mà nếu dệt thì tan nát duyên ân. Đến nay thì tình đã chờ nắng, đành xa xa tâm này để trả nghĩa dư lan. Nông nỗi này chàng ơi thổ dân, nghĩa phu thê cam đứt đoạn từ đây. Nếu chàng muốn thì thiếp sẽ làm cho chàng vừa dạ. Khi nghe mấy câu phân tường
tình đến nay lìa tan. Khi cùng ai sẽ mối duyên, thiên đình đã cho câu nguyện. Gầm tiếng chỉ dệt cho ai một lần mà thôi, duyên lứa đôi ly biệt muôn đời. Không Trước tiên là chúc mừng Hoài Thanh với phần thi của bạn, một tiết mục rất là đẹp. Và ngày hôm nay nên chủ đề chắp cánh, để nói lời cảm ơn thì bạn muốn cảm ơn đến ai? Dạ, để cảm ơn dòng chắp cánh hôm nay thì em muốn cảm ơn đến thầy của em là thầy giáo nghệ sĩ ưu tú Lê Nguyên Đạt ạ. Xin mời đến sân khấu nghệ sĩ ưu tú thầy giáo Lê Nguyên Đạt để nhận xét về học trò của mình. Hoài Thanh, thì thầy giáo Lê Nguyên Đạt sẽ nhận xét đây là một cô học trò như thế nào ạ? Trước hết là tôi cho rằng lì, rất là lì. Cái quá trình tôi luyện của các bạn này rất là chịu khó. Người trẻ hôm nay yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, thì chỉ còn có một cách là sự tôi luyện, rèn luyện hàng ngày, hàng giờ, và đừng bao giờ hài lòng với chính mình. Trong dịp hôm nay thì cũng con cũng muốn cảm ơn thầy đã dìu dắt, chỉ dạy cho con từ lúc con mới vào trường. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Xin được cảm ơn thầy giáo nghệ sĩ ưu tú Lê Nguyên Đạt. Cảm ơn anh rất nhiều. Trước tiên nhìn thấy cái sự chỉnh chu, sự nghiêm túc khi mà thực hiện một cái trích trong cái vở cải lương như thế, thì bản thân tôi rất là xúc động và rất là tự hào. Ở con á, cái làn hơi rất là tốt, làn hơi rất là hiếp, nhưng có những đoạn phải tiết chế bớt. Tuổi trẻ tụi con ham học hỏi và đam mê nghề thì sẽ nghiên cứu ra thôi. Cảm ơn con, chúc con thành công. Tiếp nối cái lời của cô Phương, đó là cái giọng quá hay. Nhưng mà nếu mà mình hát không thì không sao, nhưng mà khi mà mình vô những cái vai diễn, đặc biệt là khi mà vô Đào Thương, thì có những lúc mình phải tiết chế cái giọng hát của mình lại. Có những cái chỗ mà mình cần phải ém lại để thấy được cái sự tuyệt vọng, cái sự đau khổ của nhân vật. Cô đã nói là hay rồi, nhưng mà cô muốn có hay hơn. Đó là cái mà cô góp ý với con. Con chú ý những cái phần sau giùm cô. Chúc mừng con nghe. Dàn dựng quá đẹp, sắc vóc con có, cô nhìn trên sân khấu con rất sáng, con hát hay, con diễn được, vũ đoàn cộng tác với con quá tuyệt vời trong cái màn Hạt Tiên này. Chúc mừng cho con. Nhật ơi, chúng ta hãy tận hưởng những hạnh phúc do chúng ta tạo ra, mặc kệ là người hát, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì. Nhật ơi, đây cũng là cách mà chúng ta trả thù lão nghĩa. Mình ơi, anh yêu em. Long ơi, em yêu anh. Anh đừng bao giờ rời xa em, Long ơi. Mất, tao giết mày. Chờ gì? Long, em chờ anh nãy giờ, Long ơi. Tôi đến đây để báo gì một chuyện. Vài ngày nữa thôi, tôi sẽ lấy... Lấy cô Tuyết, con gái của lão nghĩa. Là chồng hiện tại của dì đó. Tại sao Long lại có quyết định vậy? Chúng tôi yêu nhau lấy nhau bình thường thôi. Vậy là chuyện của tôi với Long mới là bất bình thường đúng không? Long đừng có làm thái độ đó khi gặp tôi được không? Dì quên rằng Di là vợ của lão người hết, là cha ruột của Tuyết đó. Chúng ta đến nhau không có kết quả tốt đâu. Hãy quên tất cả những điều mà tôi và Di đã có với nhau đi. Long, Di là một con đàn bà tham vàng phụ ngải, chỉ vì nắm đồng bạc mà dì chấp nhận làm vợ lẽ cho lão người hết. Vậy chứ tôi hỏi Long, nếu bây giờ tôi không chấp nhận và làm vợ lẽ cho lão Nghĩa Hách, mà gia đình tôi vẫn có được cái số tiền lớn đến như vậy, thì Long có dám thừa nhận với thiên hạ rằng cái thai trong bụng tôi là của Long hay không? Bây giờ tôi chỉ cần Long trả lời đúng một câu nữa thôi. Long có còn yêu tôi không? Chưa bao giờ hình bóng của mình phai mờ trong trái tim của Long. Mình thừa biết Long lấy Tuyết chỉ vì muốn trả thù lão Nghĩa hết. Và điều quan trọng hơn hết
Long đều gặp mình hàng ngày. Long, chúng ta sẽ trốn khỏi đây. Chúng ta phải đi ngay, đi ngay. Không, không được. Tương lai sự nghiệp của tôi đều nằm ở đây hết. Tôi không thể nào đi được. Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Mặc dù lòng tôi tan nát, nhưng tôi vẫn phải nói với mình điều này. Đây là lần cuối cùng tôi và dì gặp nhau trong hoàn cảnh này. Và kể từ ngày hôm nay, cuộc đời của thằng Long này sẽ không còn mịt nữa. Long, chào dì. Thằng Long, tôi giật bắn mình đó vậy. Tôi là thằng Dạng, con rơi của lão Nghị Hách, chứ có phải là ai đâu mà dì giật bắn mình. Cậu đi vô đây rồi có ai thấy không? Có gặp mẹ tôi với bác Hóa Hiền không? Không, hai người đó thì tôi không gặp. Nhưng mà tôi gặp cái chuyện mà tôi hỏi cậu. Dạ. Chuyện nào? Chuyện đám cưới đó hả? Đúng, chuyện của anh Long và cô Tuyết. Có đúng như vậy không? Tôi không biết là có đám cưới hay không. Nhưng mà tôi thấy ngày nào tụi nó cũng lôi nhau ra tiệm may Âu Hóa để thử đồ cưới. Tôi chỉ cần biết như vậy thôi. Nếu tôi quyết định sẽ báo dì nghe thêm một tin nữa. Nhưng mà dì nhớ là phải thưởng thêm cho tôi đó. Cha của tôi bị cấm sừng. Ê, sao mà căng thẳng quá vậy? Dì có cấm sừng cha tôi không? Thằng nói lung tung. Lung tung cái gì? Cha tôi bị cấm sừng thiệt mà. Mà bị bà cả cấm sừng. Với ai? Với một thằng trong gánh hát. Không thể tin được. Một bà cả mẫu mực mà bây giờ lại đổ đốn ra như vậy. Phen này thì khốn khổ cho lão Nghị rồi. Khốn khổ cái gì? Bị cấm sừng là đáng thôi. Tôi quyết định sẽ cho dì nghe thêm một tin nữa. Tôi không nghe nữa. Chắc chưa? Dì không nghe tôi mang tin này bán cho bà cả, lúc đó đừng khói hận nha. Bao nhiêu? Tôi biết thế nào dì cũng hỏi câu này. Không lấy tiền, tôi lấy cái khác. Bỏ ngay cái kiểu cợt nhả cho tôi nghe chưa? Cợt nhả hồi nào? Nhìn mặt thằng này có giống cợt nhả không hả? Dì cũng chỉ là con vợ lẽ của cha tôi thôi. Nhưng mà từ ngày dì về làm vợ của cha tôi, dì có giữ được cái đức hạnh của người làm vợ hay không? Mày đúng là cái đồ hung hăng. Mày đúng là cái đồ. Mày bí vào thân tao. Dì có nhận ra cái này không? Tôi nhặt được nó trong phòng của dì. Và khi nhìn thấy nó, tự nhiên tôi thấy thương cha của tôi quá. Sao cuộc đời của ông khốn khổ vậy Nghị Anh? Ông hết bị bà vợ này cấm sừng, tới bị bà vợ khác cấm sừng. Mà cái sừng sau nó còn dài và tổ mơ cái sừng trước nữa. Ngày xưa má tôi ở với ông, má chung thủy với ông, thì ông nói là đàn bà này ông không thích, ông nói chán. Rồi ông ru rẩy má tôi, ông để má tôi chết tức chết tuổi. Tôi sống lang thang cả cái nhà này, đối xử với tôi như một con chó. Rồi bây giờ ông bị cấm sừng như vậy, ông có thích không vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ đi lên Sóc Sơn. Tôi gặp cha tôi, tôi đưa cuốn sổ này cho cha của tôi coi. Trong đây có ghi rõ ngày nào tháng nào dì với thằng Long gặp nhau. Ngày 5 tháng 2 lẻ vào bằng đường băng. Tôi sẽ lên trên đó, tôi nói cho cha tôi biết là dì với thằng Long thường xuyên gặp nhau. Gặp nhau để làm gì? Để bàn cách trả thù cha tôi. Tôi sẽ trả thù cho cái chết của mẹ tôi. Kể từ bây giờ, trong nhà này sẽ có nhiều chuyện hay do thằng Dạng này làm ra lắm. Long ơi, tại sao lại như thế này? Chết rồi, chết rồi. Mình ơi là mình. Chức
tiên thì ta muốn hỏi là vì sao có mặt của Ốc Thanh Vân ở đây hả Hoàng Hải? Dạ, tập 5 này là chủ đề chấp cánh. Con muốn mang tới cái người chấp cánh cho con đam mê và yêu kịch dài tới thời điểm bây giờ là chị Ốc Thanh Vân. Ngày xưa cái vở kịch dài đầu tiên con coi là cũng là chị Ốc tham gia và cũng là vở Đàn Bà Dễ Có Mấy Tay tại sân khấu kịch Hồng Vân. Chị cảm ơn em vì em cũng đã dành tình cảm cho chị cũng như là mời chị đến đây ngày hôm nay. Thật sự là được diễn với em chị cũng rất là vui. Vậy rồi bây giờ mình quay lại mình diễn thì cái cảm giác của bạn trong đêm nay như thế nào? Em thì chắc là không đẹp bằng hồi đó. Lúc đó đẹp hơn giờ. Gọi là một chút ký ức đẹp nên nhớ. Cảm ơn Ốc Thanh Vân rất là nhiều đã đến đây và giúp đỡ cho Hoàng Hải trong đêm nay. Cảm ơn bạn. Nó rất là hài lòng luôn. Với cái phiên bản này, cái cách thể hiện cái vai vạn này của con á, khi con diễn với chị Ốc con không hề bị lép. Cái cảm nhận của con về cái vai diễn này, về cái nhân vật thằng Vạn này rất là tốt. Cô rất thích thú ba người diễn đều với nhau. Và cả cái nhân vật em đóng số 1, từ đối thoại, từ cái động tác của các em, cô phải nói rằng tuyệt vời. Cái ưu điểm của con á là khi phát âm á, nó rõ ràng, rành mạch, nhấn nhá đầy từ rất là tốt. Điều đó là rất đáng quý của một người diễn viên. Cái thứ hai á, cái hình thể của con tuy là hơi nặng ký lô nhưng mà gọn gàng, nhanh nhẹn, lanh lẹ. Cô chỉ tiếc con ở một cái điểm thế này nè. Nếu con nhấn nhá thêm cái nỗi hận ông già thì cái ác của mình đã thể hiện ra rồi, cái gian manh của mình thể hiện ra rồi, cái nhưng cái hận á, con còn bị thiếu trong kịch bản. Bị con diễn rất là tốt. Chúc mừng con.